Hello tất cả bạn, mình là Nguyễn Đức Lợi của Hunter Store. Hôm nay mình đang review một con SHF Joker. Đây là bóc của nó này, rất là tím, rất là nổi bật, nhìn khá là đẹp. Đây là giới thiệu mặt này, molding option parts. Và đây là mở mặt của nó này. Thì con figure này có đủ tất cả phụ kiện so với một con real. Nó có với ba cái mặt này, một súng cối này, một súng máy SMG này, nhìn giống khẩu tách 9, một khẩu con dao này. Một lá bài Joker này, và có rất nhiều tay, có 6 đôi tay. Thì mình cho các bạn xem luôn. Đấy, trước tiên nó đi kèm với hai tay này, kiểu đùa vui. Hai tay này là tay mở, hai tay đấm. Tay này là giống như tay cầm bài. Tay bên này hình như cũng cầm bài. Tay này cầm bài. Thì để cầm bài thì cứ cầm này rồi nhét vào chỗ giữa này thôi. Đây, để mình thử xem. Đấy, cái tay nó khá là mềm nên là nhét vào cũng dễ. Có gì đấy đẩy ra hay sao? Đó. Đấy. Mình sẽ để lại cái bài cũ. Hai tay cầm súng này, thì để cầm súng và tất cả mọi thứ khác nhá. Tay này là cầm dao này. Mình sẽ lấy con dao ra cho các bạn xem. Đó, thì mình sẽ gắn vào như một cái dao này rất là mỏng, nó rất là lỏng lẻo, nó không sợ gãy đâu. Nó rất là không phải lỏng mà nó rất là dẻo chứ không phải là lỏng. Đấy. Ok. Thì phụ kiện thì mặt ấy thì nó đi kèm với một mặt cười, một mặt khó chịu, một mặt bình thường. Thì để thay mặt ấy thì các bạn không phải là thay đầu nhá, thì mình sẽ lấy cái này ra. Tháo cái mặt ra như thế này. Đấy. Và thay cái mặt vào thôi. Đó. Thêm một cái feature khác nữa ấy, là ở dưới đáy giày con này có dao thì có thể lật ra được như thế này. Nhìn khá là đẹp. Ở bên này cũng thế. Đẩy ra. Đấy. Rất là đẹp. Về ổn định khớp thì hai chân này khá là lỏng, tại vì nó dùng cái hệ thống khớp của Figma là một cây là cây ba nhánh đấy là ball joint. Đấy nên là nó rất là lỏng lẻo. Thì nếu mà các bạn làm được ý, thì các bạn phải tháo ra rồi cho sơn móng tay vào thôi. Đây. Đấy thì có một cái cây ở trên này nó kết nối trên thân. Hai bên này cây ra nó tách ra, nó kết nối với hai chân này và là bằng quả bóng tròn. Đấy thì các bạn có thể bôi sơn móng tay vào đây, hoặc là nếu mà các bạn có thì cho hobby cement vào đó thì nó sẽ tốt hơn là sơn móng tay. Đó. Về cử động này, biết độ cử động nhá. Figure có thể nhìn được lên như này, nhìn được xuống khá là thấp, nhưng mà xuống quá thì nó sẽ rơi cái mặt ra. Cổ không có di chuyển. Cái này là một cái ball joint. Đây mình sẽ tháo cho các bạn xem. Đấy, một cái ball joint ở dưới này cơ. Đấy, có một cái ball joint ở đây. Nên nó khá là giới hạn. Nhưng mà vẫn xoay được sang hai bên và nhìn lên, không nhìn lên được, nhưng mà nhìn xuống được. Ở thân ý thì có một cái swivel ở trên, không gặp được nhưng mà gần như khó, rất khó duy trì swivel. Nhưng mà phần dưới có thể swivel được. Phần dưới ở chỗ này có thể swivel, còn chỗ này thì rất là chặt. Nó khá là limited tại vì nó khá là bó. Thì tay thì có thể di chuyển lên đây này, gập lên như này, gập tầm hơn 90 độ một tí. Tay có thể gập lên gập xuống sang hai bên. Và tháo ra thì nó bị tháo cái peg này ra, nhưng mà không sao. Thế còn đỡ hơn là bị chặt quá rồi không tháo được con figure ra, rất là khó chịu. Đấy, để mình sẽ ấn cái này vào. Đó, sau đấy mình sẽ ấn cái này vào. Đấy. Thì đối với mình thì Joker thì nó không có một cái. À, ra vậy. Mình tìm hiểu vì sao là nó bị vướng rồi. Như các bạn thấy đây nhá, một cái tay nó ở đây. Đấy, thì nó vẫn như này đúng không? Tay này là tay bên này, nhưng mà bị lắp ngược lại. Đây, này. Còn cái khoảng cách nó phải như này đúng. Thì có nghĩa là thế là mình có hai tay trái à. Mình không biết là tất cả mọi con sẽ như này không, nhưng mà mong là không. Tại vì lần sau lấy lỗ sau sẽ biết, anh chị sẽ update sau. Cái này là sẽ như này. Đó, nó hơi bị lỗi. Cái chân thì có thể di chuyển được từng này. Cái vải của nó khá là mềm. Chân của nó gập được 90 độ. Bàn chân của nó có cái ball joint này, gập lên gập xuống. À, nó không phải ball joint mà nó là cái khớp tạ, khớp quả tạ. Đấy, sơ hai bên, ngón chân có thể di chuyển được. Nhưng mà rất là chặt. Đó. Cảm ơn các bạn vì đã xem review Joker của mình. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Hunter Store. Và bye bye các bạn.